Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến cái chương số 1, vấn đề số 7, trang 12. Vấn đề này đưa ra là trong Tịnh Độ Tông, những vị tổ nào đề xướng pháp hộ niệm. Hôm trước thì chúng ta nói kinh Phật nói về hộ niệm, pháp môn nào cũng nói về hộ niệm, thì trong Tịnh Độ Tông chúng ta cũng phải nói hộ niệm. Nhưng mà chúng ta xác định cho rõ hơn là tổ nào. Hiện tại Tịnh Độ Tông Trung Hoa có tất cả là 13 vị tổ Tịnh Độ Tông. Thì tổ nào? Câu A là từ sơ tổ Huệ Viễn đời nhà Tấn, khi kết hợp Bạch Liên xã ở Lô Sơn Đông Lâm, khuyên đồng tu quyết thề đồng vãng sanh về liên bang Cực Lạc. Đúng như vậy. Tịnh Độ Tông chúng ta được lưu truyền tới ngày nay là do tổ Huệ Viễn đời nhà Tấn. Chư vị nên nhớ rằng là một pháp môn trong Phật giáo chúng ta có một vị sơ tổ. Là cái vị này trạch trong kinh Phật ra lập thành pháp môn tu. Thì tổ Huệ Viễn đời nhà Tấn, Ngài ngộ ra câu A-di-đà Phật. Và Ngài rời xóm làng, đi vào trong cái vùng Lô Sơn Đông Lâm. Là cái vùng đó là cái vùng rừng hoang dã, chưa ai tới. Và cộng với 123 vị đồng tu, quyết thề là không ra ngoài nữa. Lấy cái ranh giới là cái dòng suối Hổ Khê. Và đi gì đi, khi mà tới cái con suối đó thì ngừng lại, không được ra nữa. Con suối đó có một cái cầu là Hổ Kiều. Hổ là con cột. Hổ Kiều, cái cầu con cột. Hổ Khê, khê là con suối. Con suối có nhiều hổ tới uống nước cái vùng đó. Và xin thưa với chư vị, 123 vị đồng tu đó quyết coi như là cắt mốc, phát thệ, viết thành văn sớ đàng hoàng. Bắt đầu từ đây quyết lòng niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Và ở trong đó tự sinh sống lấy, tự chăm bón lấy. Rồi khi một người nào trong nhóm đó yếu, bệnh, thì tất cả các vị kia họp lại, hỗ trợ, dẫn dắt để cho vãng sanh về Tây Phương. Thì sau cùng là tất cả các vị đó đều được vãng sanh hết. Lưu lại tới ngày nay là vấn đề hộ niệm vãng sanh bắt đầu từ đó. Hướng dẫn, nhắc nhớ, gỡ rối chính là cái phương pháp hộ niệm, chứ không có gì khác. Câu B là Đại sư Thiện Đạo đời nhà Đường, tức là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, rất chú trọng pháp hộ niệm để giúp người hạ căn phàm phu giữ được chánh niệm mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị thấy từ cái sơ tổ, nhị tổ, các ngài đã đề xướng đến vấn đề đó rồi. Từ nhà Tống đến nhà Đường cách này chúng ta cách phải nói là hơn cả ngàn năm rồi. Chư vị đã chú ý cái chỗ đó. Đến cái thời mà Pháp chúng ta ở đây, chúng ta mới gặp được cái câu A-di-đà Phật. Và chúng ta may mắn mới gặp được cái phương pháp hộ niệm. Chư vị thấy không? Muốn tạo được một cái duyên mà hộ niệm phải trải ra hàng ngàn năm như vậy mới gặp được cái duyên. Không phải đơn giản. Tịnh Độ Tông có trở về Việt Nam chúng ta, chứng tỏ là năm ngoái dòng về cái chùa Phật Tích. Chùa Phật Tích ở tại ngoài Bắc đã lưu lại một cái tượng A-di-đà cố nhất Việt Nam. Các vị sư Việt Nam cũng du nhập cái môn Tịnh Độ, tức là niệm Phật cầu vãng sanh rất sớm. Nhưng mà nói về cái hộ niệm, ai cũng có cái ý thức về hộ niệm, nhưng mà hình như không chú ý lắm. Thực ra mỗi người mà khi bệnh đau thì mời các vị sư tới thăm viếng, rồi các ngài khuyên vài câu. Xin thưa thực chư vị, khi các ngài tới khuyên người bệnh vài câu, tức là các ngài hộ niệm đấy.
Nhưng mà rồi khuyên vài câu đó, sau đó không có chịu tiếp tục khuyên liên tục, không tổ chức thành nhóm liên tục để mà khuyên cái người bệnh đó trước những giờ phút ra đi mà gỡ rối cho họ. Cho nên thành ra cái pháp hộ niệm lỏng lẻo, ít chú ý. Vì ít chú ý như vậy mà vô tình cái những người mà niệm Phật vãng sanh ở Việt Nam chúng ta không phải là nhiều. Các vị đại sư, các vị cao tăng, các vị thạc đức, thác ngài có thể tự tại ra đi, có. Việt Nam chúng ta có, không phải là không có. Nhưng mà đi thấp xuống một chút xíu nữa, hàng Phật tử, tại gia hình như là vô phương. Quá khó, quá khó. Hòa hiếm lắm. Chúng ta mới nghe mang máng có một người nào đó có cái hiện tượng vãng sanh. Nhưng mà trong 1 triệu người, 1 vạn người, 1 triệu người chỉ có 1 người. Thực ra cái thành phần này cũng quá yếu. Đó là vì thực ra là sơ ý về cái phương pháp hộ niệm thôi chứ không có gì cả. Trong khi ở Trung Hoa thì từ đời nhà Tấn kìa. Nhà Tấn cách đây hơn cả ngàn năm kìa, gần 2000 năm kìa. Tới nhà Đường, rồi sau đó các ngài đều chú trương về hộ niệm cả mà mình không hay. Câu C là tất cả chư tổ Tịnh Độ Tông đều khuyên nhắc hộ niệm. Xin thưa quý vị, đúng như vậy đấy. Khi mà mình đọc tới những cái lịch sử các chư tổ, mình thấy các ngài chú tâm hộ niệm. Mà mạnh mẽ nhất là ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài Ấn Quang Đại Sư, ngài nhắc nhở về hộ niệm rất là kỹ. Ngài nói đến cái thời mạt pháp rồi, cái Phật giáo không còn cách nào cứu được chúng sanh nữa. Ngài nói câu như vậy đấy. Cho nên trong suốt cuộc đời của ngài, ngài chú tâm là làm thiện làm lành. Rồi ngài khuyên tấn là hãy kết nhóm với nhau chừng 5 người, 10 người và nhiều nhất là 20 người. 20 người cộng thêm với một người trưởng đàn là 21 người. 21 người quyết lòng tu với nhau. Ngài lại khuyên là dùng một cái tư gia, một cái phòng khách nào rộng rộng, rồi mở một cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ, không bán hiệu, không có phô trương, không có gì, cứ lặng lẽ kết nhóm với nhau mà tục. Rồi 21 người đó hỗ trợ tích cực cho nhau. Một người nào trong nhóm đau bệnh, chúng ta bắt đầu khuyên tấn, gỡ rối, khai thị, hướng dẫn để cho cái người đó làm cho đúng cái nguyên tắc tín nguyện hạnh mà vãng sanh. Xin thưa với chư vị, cái gọi là cái nhóm hộ niệm nó bắt đầu khởi thủy từ đó đấy. Thành ra bây giờ là ở các nơi người ta lập những cái nhóm hộ niệm. Nhóm hộ niệm đó là gì? Là do các Phật tử đồng tu người ta kết nhóm lại với nhau thành một cái nhóm đồng tu. Và ngài Ấn Quang nói rằng là cái phương pháp này nó rất là cụ thể và mới có thể cứu được chúng sanh trong thời ma pháp này. Ngài Tịnh Không tuyên dương là cái phương pháp này là cái phương pháp rất là vi diệu, tối thắng, có thể sử dụng trong 9000 năm thời mạt pháp để cứu độ chúng sanh. Xin thưa với chư vị, thì cái Tịnh Tông học hội xuất hiện trên thế giới này cũng từ cái ý niệm của Tổ Ấn Quang đấy. Sau này đệ tử của ngài là ngài Hạ Liên Cư mới ứng dụng cái phương pháp này một cách triệt để. Và ngài đề xướng lên hay lập một cái hội, chứ không phải là cái tôn giáo nữa. Tại vì chính Tổ Ấn Quang nói là Phật giáo đến cái thời mà pháp không cứu được chúng sanh được. Tại vì vọng tưởng quá nhiều, nghiệp chướng quá nặng, không cách nào có thể cứu được. Mặc dù cái pháp môn niệm Phật là pháp môn mà chư tổ thường nói là 100 người tu 100 người đắc, 1000 người tu 1000 người đắc. Nhưng mà không dễ gì, không dễ gì tự một người an nhiên tự tại vãng sanh. Tại vì nghiệp chướng, tại vì oán thân trái chủ chướng, tại vì phiền não chướng nhiều quá. Nó ứng trong những lúc mà người đó sắp sửa buông bỏ thân ra đi. Trăm sự vạn sự nó đổ ra, làm cho tâm ý người ta quay cuồng hết trơn. Nếu mà không có người hướng dẫn cụ thể, nhắc nhở cụ thể, gỡ rối cụ thể, 1000 người tu không tìm ra một người vãng sanh. 1000 người tu chưa chắc gì một người vãng sanh. Ấy thế mà chư tổ rất nhiều vị nói rằng là pháp môn niệm Phật là pháp môn mà muôn người tu muôn người đắc. Câu nói muôn người tu muôn người đắc là tổ thiện đạo.
câu nói vạn nhân tu vạn nhân khứ là tổ thứ sáu, là Vĩnh Minh. Ngài Ấn Quang nói một người mà quyết lòng tin tưởng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì khi lâm chung chỉ còn giữ cho được cái ý niệm này vững vàng, 10 điểm, một niệm tất sanh. Ngài Ngẫu Ích nói chỉ cần hai cái điểm này thôi, tin tưởng cho vững và phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, khi lâm chung dẫu cho loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Tại sao tán tâm niệm Phật mà được vãng sanh như vậy? Chính là nhờ những người ngồi bên cạnh hộ niệm cho họ, chứ không có gì cả. Trong cái loạn tâm, cái tán tâm đó mà không có nhiều người nhắc nhở, không có người nhắc từng chút, từng điểm, thì nhất định cái tán tâm đó, theo cái tán tâm đó mà đi về con đường loạn. Ngài Vĩnh Minh nói là nhược ấm cảnh hiện tiền là như vậy. Lúc đó là ấm cảnh hiện tiền liền. Ma chướng ứng hiện liền, nghiệp chướng ứng liền là không bao giờ có thể đi vãng sanh được. Nhưng mà tán tâm, loạn tâm cũng được vãng sanh chính là nhờ người hộ niệm. Anh đau quá, nhắc nhở cho anh, quyết lòng buông cái đau đi, không sợ nữa, càng đau càng vững. Anh thấy cảnh giới này, cảnh giới nào, quyết lòng buông đi, không sợ nữa, không nhìn tới, không lo sợ, yên chí đi, có chúng tôi ngồi bên cạnh đây, cầm tay họ. Niệm A-di-đà Phật, anh niệm theo đi nhé. Anh đang nhớ con nhất định phải bỏ đứa con ra nhé. Anh đang nhớ vợ phải nhất định quên cái người vợ đi hết. Anh đang nghĩ tới tiền bạc nhất định phải quên đi hết. Nhờ người nhắc nó mạnh dạng mà buông ra. Anh đang còn nhớ một vị bác sĩ cần thuốc này thuốc nọ không? Bây giờ đây không còn nữa, nhất định anh cần A-di-đà Phật cứu anh về Tây Phương. Nhắc nhớ cho kỹ. Một vị Bồ Tát nào ứng hiện ra, anh không được theo nhé. Anh vững vàng đây nhé. Anh nhìn tấm hình A-di-đà Phật thật kỹ mà niệm đi. Khi Ngài ứng hiện ra, anh theo nhé. Ngoài ra tất cả mọi chuyện khác anh cứ bỏ đi nhé. Chị cứ quên đi nhé. Có chúng tôi đây. Trong khi người ta có những cảnh giới trùng trùng vô cùng sợ hãi, có những người bên cạnh nói rõ ràng từng tiếng nhắc nhở cho người ta. Xin thưa với chư vị, tán tâm, loạn tâm vì đau đớn quá, loạn tâm vì thấy nhiều cảnh giới quá, hãi hùng vì bao nhiêu những cái khổ sở ập ập tới, mình không biết. Vô trong bệnh viện, người ta chích một phin làm im tướng là an toàn ra đi, nhưng mà ra đi trong mê mờ để mà theo oán thần trái chủ, theo nghiệp chứ chịu nặng. Còn người quyết lòng hộ niệm cho nhau, chỉ do những động tác đơn giản như vậy mà giúp người đó trong cơn tán tâm, trong cơn loạn tâm, trong cơn khổ não, người ta niệm được câu A Di Đà Phật, vững vàng nghe lời khai thị của đại chúng mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mỗi bữa chúng ta nói một chút, chư vị mới thấy pháp hộ niệm thực sự bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Mong chư vị cố gắng phát tâm nghiên cứu thêm nữa. Nghiên cứu thêm nữa. Trong những cái chương sau, chúng ta sẽ nói sâu hơn, thấm hơn. Và chư vị sẽ thấy rằng là đường vãng sanh nằm ngay tại đây. Nếu mà chúng ta sởi đại nạn, khi đối đầu rồi, đành phải chấp nhận theo nghiệp thọ nạn trong ba đường đấy, trong ba đường khổ nạn đấy. Khó trở lại làm người lắm chư vị ơi. Cho nên nếu mà biết trách nhiệm với hội mạng của mình, xin chư vị phát tâm tự mình cứu mình đi, cứu mình bằng pháp hộ niệm đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.